Trời ơi, đã anh bui Levi ơi. Đã anh tập trung anh bui nè. Ơi làm miếng bác gấu. Ơi mà bác gấu nãy thằng kia đánh yếu xìu à. Nãy thằng kia thấy đánh bác gấu yếu xìu à. Thiên cung cũng khó chơi luôn. Đấy này đánh là xe. Con đường chắc chở. Là bạn bè phương xa thôi chứ. Ui da. Năm top một nữa hả bình. Chắc chắn rồi nít à. Chắc chắn xua. En xua. Là sao nữa? Lần sao nữa? Sao lại nói đội bóng chú yêu là sao mà lần sao nữa? Đội bóng chú yêu nha. Máu linh thú vàng. Trang bị hình phần máu linh thú và vàng. Để coi tụi nó chọn gì. Tụi nó chọn gì. Tụi nó chọn máu nhiều thì mình chọn máu. Một gói trang bị. Toàn là gói trang bị. 8 vàng, 8 vàng. Thôi vậy mà mình lấy 8 vàng đi. Thiên lý ơi. Cái vàng tăng cháu nái quá mấy anh em ơi. Cái vàng tăng mình cháu nái quá mấy anh em ơi. Nhà này chưa chắc nha. A phe sao rồi. Nếu mà đánh định mệnh thì anh Bảy thấy ít bây giờ ít ai đánh Grigon A phe lắm. Người ta đánh định mệnh người ta lên 8 lên 9 người ta kẹp thêm 5 tiền vô. Nó không ngon, nói chung là nó không còn ngon nữa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui da, vậy là ghép cái red luôn hả ta? Vậy là ghép cái red chua Masi luôn rồi. Vậy là ghép cái red cho Masi luôn rồi. Ui da, cái lộn gì vậy vô đây hai. Là sao nữa hai ơi. Ăn được. Top một mãn nhãn được không? Lâu qua nghe top 15 si chỉ còn là cái tên thôi hay sao á? Tạm bại, tạm bại. Vẫn ổn nha. Má, vô nè quậy quá. Được đó nha, A xe thăng hoa được đó nha. Ui da, con này để vô kích cái hợi đẹp. Thiên lý ơi. Trời cái gì mà cứng dữ vậy. Một miếng A xe dành tặng cho mấy anh em kênh chat nha. Ui da nâng cấp ngay lập tức luôn. Nâng cấp thứ 3 luôn à. Bảy có hai bài chơi đi chơi lại hoài vậy mặt miếu. Là sao nít ơi, hai bài nào. Ủa? Vãi liền, nó chọn luôn rồi. Vãi liền.
Ôi vậy là mình full lỗi đánh nhau luôn nha. Cũng không yếu đâu anh em ơi. Mình full lỗi đánh nhau á. Nếu có người hỏi tôi ai là God TFT thì tôi trả lời chắc chắn là Diệp Kít. Đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Ủa đồ gì kỳ vậy? Xoay đi em BNT 20kc. Ủa đồ gì kỳ vậy? Đằng sau cái mẹ BNT muốn dụng mẹ trứng luôn. Đây rồi. We are made by our choices. Trẻ con không, học sinh không, tiểu học không, đừng có chém nữa vô nè ơi. Ừ chém qua đó kẹp ass 27. Đúng rồi, đúng rồi, chém lên đó, hay tuyệt vời. Đánh bảy xoay cái. Vô vô nhảy anh em ơi, vô nhảy anh em ơi. Xin giá hết game cô một con ass. Bị ép đâu? Đéo có bị ép luôn, phải luôn. Ra ra kiểu này thì bú nữa rồi. Ra kiểu này thì bú nữa rồi. Ra kiểu này thì A bú tiếp rồi. Ra kiểu này thì A bú nữa rồi. Tầm này AC1 cũng mạnh luôn, có tăng rồi, tầm này có thăng hoa, có tăng, có bạn bè phương xa, bây giờ AC1 cũng mạnh. AC1 cũng mạnh luôn. Nám nha. Không ăn trả thì bà ăn em, lóc tao thì tao lóc mày. Hôm qua con xe lát em bảy đồ đẹp hơn như này. Còn ác nhiêu, nói thẳng ra đi, ngại gì. Ôi khùng quá. Hôm qua con xe lát anh bảy cầm hả, cái dương miệng ánh sáng nè. Cái dương miệng này nè, dương miệng ánh sáng, cái bùa hăng hoa với lại một cái giác so dẫn cút, dẫn cút anh em, bốn đấu sĩ ở phía sau Kai'Sa 2, rồi có Rakan đồ này nọ, có con Saiya luôn, dẫn cút lên hăng hoa không kịp, hăng hoa không kịp phải liền bà. Nhưng mà ông lấy Kai'Sa luôn hả, ông lấy ba cái BF vậy, ông làm gì vậy? Giàu rồi nên chê tiền thằng em. Không có, nhưng mà đang gọi là hả, chuẩn bị đi thế giới mà nít. Anh Bảy chuẩn bị đi thế giới mà. Đúng không anh em? Bài này up level 9, cái tự nhiên mình để con Lee Sinh ra vô nữa là mình top 1 đúng không? Game 3 lỗi đánh nhau mẹ rồi. Bú. Gió ơi gió đừng vội kéo mây.
Ủa giả đủ má sao tràn xuống hết rồi, cản nó lại. Cản nó lại cho anh Bảy, cản lại, cản lại. Có đánh giải nào đâu. Vẫn có nha, tháng 5 chuẩn bị 2 ngày nữa anh Bảy đánh giải nha. Má thua tầng này xấu luôn. Game này mà out top anh Bảy ăn cứt hết cái Sài Gòn. Cảm ơn anh Vi đã cống hiến hết mình cho nền eSports Việt Nam. Mà không có gì anh đâu, Vi mãi là huyền thoại. Anh Violet. Này còn đánh chuối lắc à, giờ này còn chuối lắc thì xin nhó. Chuối lắc là chuối lắc là liệu có đủ đam để mà gọi là cản anh Bảy giờ địch giờ đích trong ta. Lỡ ăn thiệt rồi sao Bảy? Lỡ ăn thiệt rồi sao Bảy à? Thì ăn thôi có gì đâu. Mình ao tới thì mình ăn thôi. Game này mà nếu mà anh Bảy mà ao là anh Bảy ăn thiệt, ăn cứt hết cái Sài Gòn luôn. Để bao nhiêu anh Bảy ăn hết. Beat Dead đi. Beat Dead đi. Ron kìa. Ron kìa anh em. Ron kìa. Rồi nha, rồi nha. Rồi nha, đủ má rồi nha, nay ba nha. Nay ba anh đi ba nha, rồi nha. Ai con Lisa nè. Biết chơi game như vậy. Nó giục con ai xẻ tôi lên trên luôn. Oh my god. Nó nhảy xuống thẳng ngay con xe của tôi, nó giục con xe tôi lên trên luôn, nó bóc nó giục lên trên luôn anh em à. Cười cái giáp lửa quá mà bây giờ ngoài này ra mình không có lượm được gì, lượm cái thằng rừng. Cái này là mình đã có cung xanh rồi. Cái này mình đã có cái ghét rồi, thôi lượm đi. Một điều mà hồi nãy game trước mình đã rút ra đó là cái gì mấy anh em? Đó là đừng bao giờ ship con IG hai bên góc. Nhớ nha. Nhà này thì chuối mềm. Nguyên nhà. Nhưng mà mình được cái ba cái lõi đánh nhau nha, mình có Lý Sinh ra là mình ăn được nó nha. Mình có Lý Sinh ra là mình ăn được ấy. Xong rồi đấy. Nhà này đi luôn. Biển luôn. Chưa chết. Gió này là lái gió luôn nè. Gió này là lái gió nè. Là ló giái nè.
xe lát đứng im ga luôn kìa. Cái này là bài đấu này là tại vì anh em kêu anh Bảy đánh na xe cho nên anh Bảy mới đánh nha, chứ thực chất là không có muốn đánh đâu, mà tại vì anh em kêu Bảy ơi đánh na xe đi, em nhớ Bảy đánh na xe quá, em thích anh Bảy đánh na xe thì thôi chiều cho mấy anh em cái đánh na xe.